Chào các bạn. Như các bạn đã biết thì ở phiên bản mới của game Ngọa Long Mobile, phiên bản Ngạo Thế Chi Vương thì chúng ta đã có thể luyện được Quý Tử Tím, hệ chiến pháp và hệ kế sách. Thì sau đây mình sẽ làm một video hướng dẫn luyện Quý Tử hệ kế sách. Luyện giai đoạn từ đỏ lên tím. Thì như các bạn biết thì những kỹ năng tím của Gia Cát Lượng, Quách Gia, Chu Du tím thì chúng ta đều đã có thể luyện được rồi. Thì những kỹ năng này rất cần thiết để đi map hoặc là PK, thì mọi người nên luyện những kỹ năng tím này vì nó rất là mạnh. Sau đây mình sẽ thử luyện một quý tử tím hệ kế sách. Ra vào một chủ chính để luyện quý tử tím. Thì đây ở đây có 3 mục chọn là tăng chỉ huy, tăng võ và tăng trí. Thì mình sẽ tăng đều các mục này thôi. Và tránh để dư một mục nào. Tại vì khi dư á thì cái số điểm cộng thêm nó rất là ít. Thì ở đây mình có nhiều lựa chọn, mình có thể lựa chọn sư phụ từ phẩm chất tím trở lên. Thì cái chỉ số cộng mọi người có thể xem bên này cộng nhiều hơn, nhưng mà nguyên liệu cũng tốn hơn. Đây mỗi lần sẽ tốn 480 nè, băng tuyết liên nè, đây 192, linh chi 56 à, thủ ô 100 vàng. Còn sư phụ đỏ thì chúng ta nguyên liệu ít tốn hơn nhưng mà chỉ số cộng cũng thấp hơn. Ở đây mình sẽ chọn sư phụ tím để chỉ số cao nhất. Đây thì chúng ta có 5 lượt miễn phí, mỗi ngày có 5 lượt. Thì luyện hết 50 lượt là quý tử có thể xuất sư. Đây mình sẽ luyện trí trước. Bấm vào tăng cấp. Đây có hiện số nguyên liệu tốn cho mỗi lần. Bấm xác nhận. Chọn bỏ qua hành động nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ luyện mục trí. Mọi người để ý cái thanh ở bên này sao cho đừng có mục trí, đừng có bị đầy quá, đừng có bị dư. Rồi chúng hết hết lượt rồi, mình sẽ dùng 50 vàng để tiếp tục mua lượt. Rồi mục trí đã đầy rồi ha, có thể thấy mục trí đã gần đầy rồi. Thì mình còn 30 lượt luyện thì mình sẽ đầu tư cho võ và chỉ huy. Để mình tiếp tục dùng sư phụ tím, sư phụ nào cũng được. Mình sẽ tăng võ lên. Rồi, mình sẽ tăng chỉ huy lên nữa. Rồi, sau khi luyện xong thì mọi người lưu ý là sẽ đào bảo nhấp vào mục kho báu. Thì đào bảo này mỗi ngày chúng ta sẽ có một lượt đào bảo miễn phí. Kể cả khi luyện xong thì chúng ta sẽ vẫn vào đây đào bảo miễn phí được. Đây, thì mọi người có thể thấy đào bảo 240 lần chúng ta sẽ chắc chắn nhận được một sự kiện. Cái sự kiện ở bên đây. Sự kiện này thì sẽ giúp cho chúng ta có thể tăng được chỉ huy nè, chỉ huy trưởng thành nè, có thể tăng võ, tăng trí, này tăng dẫn binh nữa. Đó, có thể tự thưởng các kỹ năng nữa. Thì ở đây mình sẽ thử tiến hành đào bảo thật là nhiều lần coi mình có thể nhận được những kỹ năng gì. Ồ, có thể thấy là mình đã đào rất lâu mà vẫn chưa thấy một kỹ năng nào. Rồi chúng ta có kỹ năng đầu tiên, kỹ năng thứ hai rồi. Mình
sẽ đào nhiều lần nhé. Rồi chúng ta có thấy có thiên địa vạn tượng rồi, thiên địa vạn tượng của Gia Cát Lượng tím rồi. Đấy, chúng ta cũng thấy quyết thắng thiên lý luôn rồi. Đấy. Đây, chúng ta tiếp tục đào nhé, đào thật nhiều lần xem là có thể nhận được những kỹ năng tím hệ kế sách nào. Đây mọi người có thể thấy là mình đã đạt được những thành tựu ở bên đây. Mình đã đạt được thành tựu võ và chí rồi. Mình sẽ cố gắng lấy thêm cả thành tựu chỉ huy nữa. À, thành tựu dẫn binh mình cũng đã đạt rồi. Đây. Mình sẽ cố gắng lấy thêm thành tựu chỉ huy nữa, mình sẽ dừng lại nha. Rồi. Thế thì có vẻ như là chúng ta đã có gần hết các kỹ năng rồi. Đây chúng ta có mưu định hậu động. Đây chúng ta có ngạo nghễ thiên hạ. Tuyên mục uy nghi. Loạn thế kỳ mưu. Uy áp. Thần cơ diệu toán. Quyết thắng thiên lý. Và kỹ năng này là rất là quan trọng để đi map. Nghiệp viêm bạo, thiên băng địa liệt, thiên địa vạn tự, bình thuật, nhiệt thế thiên lôi, đạo pháp thiên địa. Tại vì mình là nước Ngô nên mình không thể nào mà mình có được kỹ năng của Chu Du Tím. Đây mình sẽ chọn kỹ năng quyết thắng thiên lý nha. Đây mình sẽ xuất sư với kỹ năng quyết thắng thiên lý. Đây mình sẽ bấm xác nhận xuất sư. Đây thì ở đây mọi người có thể thấy đây, có hiển thị vũ khí đặc biệt trước khi xuất sư luôn. Đây mọi người có thể xem, bấm vào xem vũ khí đặc biệt. Xem vũ khí đặc biệt này có những tính năng gì để mình có thể lựa chọn kỹ năng cho phù hợp. Đây, nhiệt thế thiên lôi thì mình có thể chọn những vũ khí đặc biệt của ba nước nè, của cả bàn thống, của cả tuân vực. Nghiệp viêm bạo nè. Đây, uy áp. Nghệ thiên hạ. Mình có thể xem vũ khí đặc biệt. Đó, có nhiều lựa chọn vũ khí đặc biệt. Đây thì mình sẽ thử chọn kỹ năng, mình có thể chọn kỹ năng cần thiết cho nước Ngô đi map, đó là quyết thắng thiên lý. Mình sẽ bấm xác nhận. Rồi, đồng ý. Đây là mình đã có quý tử quyết thắng thiên lý. Thì video hướng dẫn luyện quý tử giai đoạn tím hệ kế sách của mình đến đây là hết. Nếu mọi người muốn mình ra thêm những video hướng dẫn khác về những tính năng khác thì mọi người có thể comment bên dưới, mình sẽ tiếp tục ra thêm những video hướng dẫn các tính năng mới. Chào mọi người.